Mình đang chuẩn bị. Oh hello, bất ngờ. Đúng rồi, Gigi chuẩn bị quay Eye Contact Live. Sáng giờ mình quay được 2 bài rồi. Còn một bài nữa. Bây giờ chắc là tạm dừng thôi, thì chắc mình một tí để xin phép Gigi là tham gia một cái buổi phỏng vấn ngắn của hai người. Ngắn, thật là ngắn. Đặc biệt là trong cái việc mình trả lời 30 câu hỏi đó, tất cả nó sẽ là từ hỏi vui, hỏi về cá nhân, hỏi đố nữa. Nhưng mà mình cũng phải song song hoàn thành một cái thử thách của ban tổ chức, đó là trả lời câu hỏi, chuẩn bị trả lời cho mình. Nhưng mà đừng hỏi khó quá nha. Ok, thật nhất có thể nhá. Okay. Liệt kê tên các bài hát có nhắc đến phái nữ. Là Nguyễn Hương Giang. Thì tên Gigi có hai chữ G liền, nên là kiểu Gigi thường gọi Gigi. Thì đấy chỉ là một cái tên mà mình cảm thấy là sẽ có một cái gì đấy để mọi người gọi cho dễ. Chết rồi, mình không ghi được cái gì trong này. Ngày sinh nhật của Gigi. 23 tháng 8. Gigi sinh ra ở đâu? Gigi sinh ra ở Hà Nội. Cung hoàng đạo của Gigi. Sử nữ và sư tử. Cuộc thi để lại ấn tượng nhiều nhất đối với Gigi trong quá trình phát triển kinh nghiệm. The Voice. Ca khúc tâm đắc nhất của bản thân. Thật ra là cái câu hỏi này hơi khó nha, bởi vì là đến giờ phút này thì những bài hát hay nhất vẫn chưa được viết ra mọi người ạ. Mỗi ngày sẽ có rất nhiều bài hát để viết, và nghĩ là sẽ không có ca khúc nào mình tâm đắc nhất cả. Bài hát đầu tiên mà Gigi cover. Đấy là Mashup Xin Cho Lời Nhẹ Tênh. Đấy là trong đó có 4 bài hát: Yêu Mình Anh, Cơn Mưa Ngang Qua, Buồn Thì Cứ Khóc Đi, và một bài hát Em Thấy Gì của Gigi tự viết. Thói quen kỳ lạ nhất đấy là Gigi rất hay là nghe mọi người, nhưng mà Gigi không hiểu gì cả. Gigi nghĩ là không có gì vô dụng cả. Cái gì nó cũng có ích đối với Gigi hết, kể cả những cái gì mà mọi người nghĩ là vô dụng. Thì nếu mà không có những cái vô dụng đấy thì mọi người lại không biết cái gì là hữu dụng cả. Ngày xưa Gigi rất thích cô bán bánh mì. Gigi chỉ mong có một cái xe đẩy bánh mì giống cô ấy, để kiểu một lớp chả, một lớp rau, một lớp trứng, xong pate các thứ, xong bán cho mọi người. Gigi thích chơi đồ hàng, và ngày xưa hồi nhỏ Gigi đã, ngoài ca sĩ ra Gigi thích đi bán bánh mì. Mẹ chị cô. Thật sự luôn, Gigi không bao giờ nghĩ đến việc là mình sẽ dùng tiền để làm gì đâu nhá. Bởi vì là mình đã dành hết cho âm nhạc rồi, cho nên là Gigi sẽ làm album. Làm album đã phải 5 tỷ vẫn chưa mua được nhà đâu mọi người ạ. Nếu mua nhà không thì tiền đâu làm album nữa. Nên mình sẽ phải làm, xin lời. Lúc ấy có 50 tỷ rồi, lúc ấy thì mua nhà, mua xe, mua cái gì cũng được. Điều gì trong ba thứ mà làm Gigi mong muốn thôi thúc cả? Mẹ chị cô. Đã được coi mẹ chị cô. Điều thôi thúc. Thôi được rồi, mình cứ ghi đáp án đã. Còn thôi là không được đáp án nào, bây giờ mình trả lời đi. Gigi thích trả lời lắm. Thật ra ấy, sinh ra lúc nào khi bắt đầu nghe được tiếng nhạc rồi á, bắt đầu biết nghe nhạc. Và bài hát đầu tiên của Gigi nghe thì Gigi mới cho ra mắt một cái liên khúc trong Gigi nghe từ năm 1994. Tức là ngay lúc đấy Gigi đã biết lớn lên mình đã làm cái gì rồi. Và mình phải hát, bởi vì không phải là mình thích làm ca sĩ, không phải. Gigi muốn mang tiếng hát của mình đến với cuộc đời. Mình có một đóng góp gì đấy cho âm nhạc của Việt Nam. Một nick name mà mọi người thường gọi Gigi còn đấy. Gigi ăn siêu nhiều. Và thế mẹ Gigi gọi Gigi là khủng long. Một bộ phim khiến Gigi khóc rất nhiều khi xem. Style Boy. Phim của chị Lady Gaga. Nếu có cổ máy thời gian thì Gigi sẽ quay về quá khứ hay đi đến tương lai? No, hãy giữ lại hiện tại cho Gigi. Gigi không muốn về quá khứ cũng chẳng muốn đi đến tương lai. Gigi sẽ ở hiện tại, và đây là điều tuyệt vời nhất đối với Gigi rồi. Mỗi ngày mình sống và mỗi ngày mình thấy bầu trời như này thì hãy giữ nguyên hiện tại cho Gigi. Không phải, tại vì Gigi rất thích làm nhân vật rất thích làm nhân vật hoạt hình. Lúc nào cũng tưởng tượng mình ở trong một cái chén, một cái gì đấy tí hon ấy, hoặc là lúc nào mình cũng đang nghĩ là đây là thế giới của mình, nhưng mà thật ra có một cái thế giới bé hơn hoặc có những thế giới to hơn. Nên Gigi, nhưng mà trông thì thôi, Gigi thích làm con stick màu xanh xanh á. Nó rất đáng yêu và thông minh nữa. Trời ơi, Gigi nói dối siêu nhiều mọi người ơi, siêu nhiều, nhưng mà đến giờ thì không nói dối được. Không nói dối được luôn, chắc là kiểu 3-4 năm trở lại đây rồi, Gigi cảm thấy không nói dối không thú vị nữa. Mình cứ nói thật đi, cho người ta nửa tin nửa nghi ngờ. Đôi khi mình bởi vì cái sự hoài nghi của người ta tự tạo ra câu nói dối của mình, chứ mình không có nói dối nha. Bây giờ nói ra là người ta phải làm, là muốn người ta sẽ gửi lời đến người ta. Nhiều khi không, Gigi muốn song ca với cả có một sự kết hợp với cả Karik.
cây kem. Ồ, hai người đào trong 2 giờ thì được một cái hố. Để hỏi một người đào trong 1 giờ thì được mấy cái hố? Một người là một hố. Cá gì có cổ mà không có đầu? Cá gì có cổ? Cái gì có cổ mà không có đầu cái áo? Cái gì đi nằm đứng nằm, đi nằm thì đứng. Nằm thì đứng á? Đôi giày à? Cái gì nhưng nằm nằm thì đứng á? Nghe quen lắm nha. Đi nằm, đứng nằm, nằm thì lại đứng. Ô tô. Không đúng à? Là cái gì á? Bàn chân. Bàn chân á? Thế mình nói đôi giày gần đúng rồi. Cái gì càng ăn nhiều thì càng phát triển, uống nước là chết. Chết á? Thôi. Ví đúng không? Ví đi. Ồ. Tôi đã hỏi nhiều quá đấy, chứ không thì từ từ cũng trả lời được. Làm sao một cô gái có thể trải qua 7 ngày mà không có ngủ? Không ngủ, trải qua 7 ngày. Cái câu này cũng quen nha. Không. Thật sự, làm sao một cô gái có thể trải qua 7 ngày mà không ngủ? Thời những cái câu hỏi mà bác nghĩ tí là không nghĩ được đâu mọi người ơi. Trong Gigi thì thôi, Gigi không thông minh đâu. Thật ra là đối với Gigi, ví dụ như 23 tháng 8 là ngày sinh nhật của Gigi nhá, thì Gigi không nghĩ là ngày 23 tháng 8 mới là sinh nhật đâu, mà 23 tháng nào với Gigi cũng là ngày sinh nhật. Vì thế nên ngày 8 tháng 3 hay là tất cả những ngày khác thì nó chỉ là con số thôi. Đối với Gigi ngày nào cũng rất là ý nghĩa luôn. Và không phải đến những ngày đấy mà chúng ta mới tỏ tình cảm với nhau, mà tất cả mọi ngày trong cuộc đời chúng ta đều nên như thế. Gigi tự thấy là Gigi không phải là một người tinh tế ở trong việc tặng quà. Gigi nghĩ là nếu như mình đã đi cả năm rồi thì đến ngày 8 tháng 3 mình sẽ về nấu cho mẹ một bữa cơm. Nó ý nghĩa hơn. Ôi từ từ đã, nhưng mà cứ hỏi mãi thế á, không bao giờ dừng à? Hai câu là mình kết thúc phỏng vấn này, mình chưa biết được bao nhiêu tháng. Mình biết được 3 đáp án rồi. Mà nhiều khi không đúng cơ. 3 món quà mà Gigi thích là một đôi sneaker. Có một thứ nữa mà Gigi thích rất nhiều. Đôi khi hiểu là một cái chiếc máy ảnh phim và một chiếc keyboard mới. Mình nghĩ là 8 tháng 3 này, ngày quốc tế phụ nữ này, mình sẽ được nhẹ nhàng hơn, mình sẽ được đón nhận một cái lời chúc gì đấy. Thì về nhà cầm quà, món quà này, quà. Đấy thôi, đấy là buồn cười rồi. Này quà, đấy là một lời chúc của Gigi. Nhưng mà rất chân thành. Này quà thôi. Gigi đã hiểu bạn ý, hiểu cách nói chuyện của bạn ý. Bạn ý không phải là một người có thể nói những lời nhẹ nhàng hay ngọt ngào, nhưng mà món quà rất ý nghĩa và đúng cái mà mình thích luôn. Bạn nào vậy? Bạn con trai. Bởi đối với Gigi á, Gigi luôn tôn trọng mọi người, mọi giới tính tất cả. Nhưng mà những người phụ nữ có một cái bởi vì Gigi phụ nữ, Gigi có một cái sự đồng cảm và cũng muốn truyền cho mọi người những cái nguồn năng lượng tích cực của mình, vui vẻ, và mong mọi người sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn. Và Gigi cũng đang học yêu bản thân mình mỗi ngày. Âm nhạc của Gigi cũng vậy. Đấy là những rung động từ những người phụ nữ, từ tình yêu của những người phụ nữ, từ những sự từng trải, từ những sự vượt qua mạnh mẽ. Và Gigi nghĩ là mà phụ nữ bọn mình là một phần không thể thiếu của cuộc sống này. Vì thế nên bọn mình hãy yêu đời, yêu nhau và live to love, sống để yêu thương. Thôi được rồi, chúc mừng chương trình đã khai thác được rất nhiều câu hỏi từ Gigi luôn. Nếu mà có một khoảng thời gian nào đấy mà rảnh á, mọi người muốn hỏi thì mọi người ghi hết ra, Gigi trả lời hết luôn. Nhưng mà đừng hỏi khó quá nha. Thank you.